tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi các con thấy Jerusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng gần lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành hãy rời xa, và những ai ở vùng quê chớ có vào thành. Vì những ngày ấy là những ngày báo oán để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép. Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy, vì chưng sẽ có sự khốn khổ cả thể trong xứ và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm và sẽ phải bắt đi làm tô các dân tộc. Jerusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây con người ngự đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, tin mừng hôm nay chúng ta nghe thấy loan báo về động đất, thiên tai, bão táp các thứ, chúng ta gọi là những thiên tai tự nhiên đi. Và nhiều người dựa vào bài tin mừng này rất hay nói những cái chuyện mà xảy ra thiên tai bão táp rồi lụt lội khắp nơi, cứ bảo đó như là cái dấu chỉ tận thế đến nơi, nhiều lắm. Nhất là cái năm thánh 2000, người ta cứ nói đó là cái dấu của tận thế đến nơi. Anh chị em không được hiểu như vậy. Giáo hội không bao giờ dạy chúng ta như thế. Cái chuyện mà thiên tai bão táp thì xưa nay nó vẫn có đầy hết tất cả. Suốt cả ngàn năm đấy vẫn xảy ra như thế. Và cho đến mãi tương lai này vẫn xảy ra như vậy. Do đó anh chị em không có được nghe người ta nói những cái chuyện đó như là tận thế, người ta hù dọa chúng ta để làm cho chúng ta sợ hãi. Có lần có người đem nến vào trong nhà thờ Ân Nhơn này, cả đến hàng mấy ký luôn nến, hỏi sao mà đem nến mà phát mà làm nên cha làm phép nến sắp sửa đêm tối 7 ngày tối đuôi hết tất cả con nến mà đốt, nhảm nhí quá sức lẽ mình. Thành thử ra anh chị em chúng ta không có được hiểu người khác tuyên truyền những cái chuyện động đất thiên tai như là tận thế đến nơi, đó không bao giờ có. Nhưng Chúa Giêsu trong bài tin mừng này nói cái gì, anh chị em để ý cái câu rất quan trọng cuối bài tin mừng: khi những điều đó xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên. Các con, anh chị em để ý câu: hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Chúng ta cứ nghe nói động đất thiên tai, người ta cứ dọa chúng ta sợ. Thì lúc đấy giờ anh chị em sợ hãi có ngẩng đầu được không? Chúi đầu mà chạy chứ mà ngẩng đầu làm gì sao nổi. Thế mà Chúa Giêsu nói khi những sự kiện đó xảy ra thì các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Trong cái nhìn của Chúa Giêsu rất tích cực. Nhưng mà những chuyện xảy ra thấy chung quanh của chúng ta, tôi muốn thưa với anh chị em, Chúa Giêsu nói hôm nay về đến thiên tai, tức là những thiên tai tự nhiên thế giới, nhưng mà còn có nhân tai nữa kìa. Nhân tai, anh chị em biết, thí dụ chẳng hạn, chính chúng mình làm cho nó xảy ra. Ví dụ nha, cái chuyện bây giờ người ta đang nói, bây giờ là lạnh nóng, mưa gió tùm lum tất cả là bởi vì cái thủng cái tầng ozone của chúng ta. Ai hiểu tầng ozone giơ tay em xem nào. Thế nào là tầng ozone nào? Ai không biết tầng ozone là gì giơ tay em xem nào. Rồi, cảm ơn. Khoa học chút xíu. Thôi, những người không biết tầng ozone nghe em cắt nghĩa đây. Có biết hiệu ứng nhà kính không đã? Ai hiểu hiệu ứng nhà kính giơ tay xem nào. Cũng được một vài số bạn trẻ. Còn ai không hiểu thế nào là hiệu ứng nhà kính giơ tay xem nào. Cứ giơ thẳng thẳng lên. Các bà già có hiểu không? Bà già là hiểu hiệu ứng nhà kính giơ tay em xem. Bà già, ông già, bà già, ai hiểu hiệu ứng nhà kính giơ tay xem nào. Còn như ai không giơ tay có nghĩa là hiểu hết mọi sự. Ê, sư Ăn Nhơn này hiểu cũng không giơ tay, mà không hiểu cũng không giơ tay. Thôi thì em không nói nữa. Có muốn em nói không? Ai muốn tôi nói thì giơ tay xem nào. Cả nhà thờ giơ tay hết. Hiệu ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính nó thần tổng thùng có tầng ozone là thế này. Hiện nay bây giờ đất chúng ta, thế giới chúng ta nóng hơn nhiều.
Hiệu ứng nhà kính, thế phải cho dễ hiểu này. Bây giờ anh chị em xem nhà của chúng ta, ví dụ nhà của chúng ta xây không có tường, kiếng hết chung quanh, thì khi ánh mặt trời nó rọi vào, thì mặt trời nó rọi vào trong nhà vì nó không có tường mà, tất cả ánh nắng mặt trời nó rọi vào thì cái hơi nóng nó giữ ở trong đó, không có máy lạnh. Thì anh chị em cứ đóng kiếng như vậy, đêm đến thì anh chị em đứng ở ngoài sân, bước vào trong nhà nó nóng như lò lửa vậy. Bởi vì khi ánh sáng mặt trời nó rọi vào trong cái nhà kiếng mà không có máy lạnh, không có gì hết, thì nó giữ cái hơi nóng đó mãi rất lâu, nó nhả nhiệt rất lâu, thì người ta gọi ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính là kiếng giữ nhiệt và nó không tỏa nhiệt ra. Anh vì thế nhà nào mà có kiếng bắt buộc phải dùng máy lạnh thì mới sống nổi, còn thà xây tường thì còn thở được, nhưng mà làm kiếng mà không có máy lạnh là chết toi luôn. Ai tin cái điều này, có kinh nghiệm giơ tay em xem. Nhà làm toàn kiếng hết đẹp nhưng mà không có máy lạnh là thở không được, nó không nhả nhiệt ra, thì gọi là hiệu ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính có nghĩa là kiếng không có nhả nhiệt, chúng ta cứ giữ nóng như vậy. Thế thì chúng ta trong thế giới hiện nay, hiệu ứng nhà kính là thế nào? Khi toàn bộ cái trên bầu trời của chúng ta này, ánh nắng mặt trời nó rọi xuống quả đất thì nó phải nhả ra vũ trụ thì chúng ta mới đều hoạn được. Nhưng bây giờ ánh nắng mặt trời nó rọi xuống đây, khói bụi nó đầy hết ở trên này, nó chụp lấy lại, nhiệt nó không ra được nữa, thì là nó giữ nóng lại quả đất. Thế là đất của chúng ta bị nóng, băng nó tan ở hai cái đầu Bắc Cực và Nam Cực, nó tan ra thì nước nó dâng lên thì là bị lụt. Anh chị em ai hiểu giơ tay xem nào. Ứng nhà kính đó, hậu quả là ta xả các chất thải ra đầy trên thế giới này, ô nhiễm khắp nơi, nó chùm lên như là cái vòm, nó chùm lên quả đất này, và ánh nắng mặt trời nó rọi xuống, nó không có nhả ra được nữa. Thế là chúng ta trở thành là nhân, chúng ta là người một cách là chúng ta giết mình, chính chúng ta giết mình. Khói bụi lên này, các thứ này, đốt rừng này, nhả các thứ nọ kia chùm lên, thế là bị luôn, thế là bị, thế là gọi là nhân tai đó. Rồi cái nhân tai nữa, anh chị em xem, bây giờ chúng mình toàn giết nhau thôi, ăn bây giờ cây cỏ, rau rỏ cỏ, cứ chỉ toàn sợ nó xịt thuốc, sợ thuốc, tăng trưởng với thuốc nọ, thuốc kia. Chúng ta khoảng chừng mấy chục năm nay, ung thư quá trời quá đất. Ngày xưa thì lan gần, còn bây giờ nó trở nan đi đầy hết, ung đường, cao huyết áp, gần đụng đến ẩm thực, đều đến đồ ăn. Bây giờ đi ra chợ cứ toàn sợ là biết cái đồ này nó ra làm sao, ai cũng hãi hết cả. Không ăn thì chết từ từ, ăn thì cũng chết từ từ, thì không biết làm sao. Chúng ta đây toàn là nhân cười hại nhau hết đấy cả. Chúa Giêsu hôm nay nói về những cái thiên tai, về những nhân tai, nhưng cái vấn đề đặt ra là bởi vì tại sao? Vì sự bất toàn của con người. Vậy thì chúng ta ngẩng đầu lên nghĩa là gì? Chúng ta phải cộng tác với Chúa để khắc phục cái sự bất toàn của thế giới này. Thế giới này, tôi nói ví dụ anh chị em, lũ lụt chúng ta tạo ra, nhưng mà có những cái lũ lụt mà người chúng ta khắc phục được. Anh chị em có biết không, là cái đê Hồng Hà ngoài Bắc á, cái con đê Hồng Hà, con sông Hồng Hà đó, là đắp từ thời vua Lê Thánh Tông 1000 năm nay. Và bây giờ cái đê gọi là Tân, anh chị em ra Hà Nội đó, là bây giờ là thành một con đường xa lộ, nó chạy trên đó, nó rộng, cái mặt đường nó là cái đê, mà xe đi trên đó cả ngàn năm nay, nó giữ bờ đê cho cái nội đô Hà Nội. Hà Nội là cái gì? Hà Đông, Hà Nội, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam. Hà là cái gì? Con sông Hồng Hà. Hà Nội là cái con sông nó chạy vòng vòng, nó ở trong giữa gọi là Hà Nội. Còn
thì nó ở miền Bắc của sông Hồng Hà, Hà Nam là Nam sông Hồng Hà, Hà Tây là Tây sông Hồng Hà, Hà Đông là Đông sông Hồng Hà, đơn giản vậy thôi. Hà Nội là cái sông nó đi vòng thì cái phần Hà Nội là nằm ở chính giữa mà có một bờ đê nó bao chung quanh hết tất cả vậy, nên nó lọt thỏm chính giữa mà không có bao giờ bị lụt. Bây giờ phá bô nó ra thì nó lụt thì làm sao? Có người có khả năng khắc phục mà không có biết cộng tác. Nên chúng ta làm cho cái này mỗi nó hư hoại đi. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết dùng cái trí khôn của chúng ta, sự khôn ngoan của chúng ta để biết khắc phục, và cái trí khôn và lòng lương tâm của chúng ta để chúng ta chinh phục những sự yếu con người, và đó chính là điều của Chúa muốn. Và như vậy thiên tai vẫn luôn luôn có, nhưng chúng ta phải ngẩng đầu lên, bởi vì Chúa ban cho chúng ta tinh tài, ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta chinh phục thế giới, và như thế chúng ta sẽ là người cộng tác trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa chúng ta. Và đồng thời chúng ta cũng phải biết dùng lương tâm của chúng ta để luôn luôn phục vụ cho sự thiện của nhân loại. Đừng có dùng cái lương tâm méo mó của chúng ta chỉ chằm nhằm mục đích trục lợi cho cá nhân mà làm thiệt hại cho những người. Và chúng ta hiện nay thủng tầng ozone đang hiệu ứng bởi vì một số người chỉ biết lợi dụng cho mình thôi mà không nghĩ đến công ích chung, nên làm thiệt hại biết bao nhiêu những người khác là vì vậy. Xin Chúa cho chúng ta biết luôn luôn khám phá ra vai trò của chúng ta hôm nay.